chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của Khu Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến bà con về cái một cái vườn của khách hàng bên em. Thì đây là cái vườn xoài của khách hàng bên em đã mua giống. Thì hôm trước bên ông anh này mua bên em 3 đợt, thì mỗi đợt là 5 kg. Thì đợt đầu là lấy 5 kg mẫu 2.000 đến 2.500 con. Thì hai đợt sau thì lấy mẫu 4.000 con. Ký mẫu 2.000 đến 2.500 thì nó đã bắt đầu đẻ. Thì theo như mình chia sẻ thì nó đã đẻ cũng tầm 20 ngày nay rồi, thì cũng đã ấp nở thành công ở ngoài kia. Thì một lát em sẽ chia sẻ ra quay cho bà con xem. Còn một số trứng cũng đang ở trong nhà, trứng cũng rất là nhiều. Thì ông anh cũng chia sẻ là trứng nở, ốc đẻ khá nhiều trứng, nhưng mà trứng thì nó không được lớn. Bây giờ em đi dài ra vườn cho bà con xem nha. Thì đây là cái vườn xoài. Xoài diện có diện tích là 12.000 m². Xoài đây thì trồng lâu rồi, bà con thấy bèo rất là nhiều rồi đó. Thì đi vào bên kia luôn, đây là xoài nè, xoài xoài cát. Nhưng cái vườn này cũng lâu rồi, xoài đây rất là nhiều. Con đi lạc trong đây là không biết đường ra luôn đó, rất nhiều xoài. Ao ao thì không có rộng nhưng mà rất là dài. Thì đây là thả bèo tay tượng là kính hầm luôn nha bà con. Thì cái này bà con thấy nè, ao rất là dài. Đấy, mực nước thì không sâu đâu, mực nước này rất tầm mấy mét à, nhưng mà chắc cái độ lún nó cao hơn, lún nó xuống rất là cao, dài qua bên kia luôn. Thì cái ao mà thả bèo như thế này là một cái môi trường sống rất là ít lý tưởng cho con ốc nha bà con. Đấy, bà con thấy bèo kín hết luôn. Bèo thì nó sẽ làm một cái giá thể cho con ốc nó bám vào, nó sinh sống và làm nguồn thức ăn cho con ốc luôn. Đấy, bà con thấy không, dài ra sao luôn. Thì bề ngang này là tầm 2 mét 2.5 mét thôi, mà dài thì chắc trên 100 mét, rất là dài. Đây có khá là nhiều ao. Thì hiện tại thì bên kia là cái dẻ ốc con mà con, lát em sẽ qua bên đó. Thì hiện tại thì bên ông anh này đã tạo được cái nguồn giống thành công, tạo nguồn giống để xây vòng cho cái lứa sau là đã thành công rồi. Thì em đang thương lượng là sẽ hợp tác với anh về cái thu mua cái các thương phẩm và cái con giống luôn. Nhưng mà anh em hợp tác với nhau. Các bạn còn thấy không, ao rất là đẹp, quá trời bèo luôn rồi. Đây thì nuôi thì quá tốt. Thì trong cái vườn xài này thì có xử lý thuốc nhưng mà nó không ảnh hưởng tới ốc nhau đâu. Thì em cũng hỏi em anh thì cũng không, ốc cũng không có chết nhiều đâu, không có chết luôn. Đây, ốc con nè,
để em bắt cho bạn xem. Nó đang đây là mình cho anh xài. Này là tầm bắp cho bạn, bắp cho lên này. Cái này là sức của đấy. Đó đẹp. Bắp bóng sáng à. Cả đấy nói chung là bắp đẹp, bắp đẹp. Đó là đẹp. Nhiều cũng nhiều à. Thì đang đưa bao nhiêu từ xài này. Thì ốc con thì đặc biệt nó thích trái cây. Đây chính để xuống luôn rất là nhiều. Đây quyên xài. Quyên xài mà. Đây ốc. Cái này là đây. Khá đẹp. Bóng sáng rất là đẹp. Nhiều quá. Nghe anh chia sẻ là trong cái vèo này là tầm 7 đến 8 ngàn con. Khá nhiều. Bên đây là ốc mới nở nè. Mới nở tầm 1 tuần. Bên kia là chút dành đẻ đi xuống nè. Rồi để coi nè. Đấy. Này đậu xanh nè. Đậu xanh nè. Này cũng mới nở từng tuần trở lại nè. Mới nở từng tuần trở lại. Đậu xanh. Mình cho em đậu cám. Nói chung là như vậy là thành công rồi nha bà con. Thì nuôi xong rồi mình con ốc thì bà con nuôi xong rồi tự tạo giống xây dần thôi. Thì nó cũng như con gùi đốm đen hoặc là con dế. Chúng ta lấy giống một lần rồi chúng ta sẽ nuôi, chúng ta sẽ tự tạo giống ra. Chúng là gì là ông anh này nuôi là thành công rồi. Cái môi trường này nuôi là quá tuyệt vời. Đây con ốc ốc lớn này. Này là ốc này chất đạt bậc 2 này. Này khoảng tháng mấy tuổi. Ốc này ốc lát. Ốc lát rồi con. Ốc ốc đứt rồi. Ốc vô. Để lại cho nó. Em qua phía bên kia coi. Cầu tre. Cầu tre lắc lẻo. Nó đi lọt dưới rồi. Đây, ốc đeo nè. Ốc đeo đặt sàn luôn. Đây, còn thấy không? Rất là đẹp đấy. Ốc khá là nhiều. Chúng là được làm như thế này là quá ổn rồi. Tự tạo một giống như thế này là rất là ổn. Như này tự tạo và thả thêm chứ vườn này rất là rộng. Đùi vừa đi mít đoàn mít đây. Đang thả thuyền. Khá đẹp đấy. Ốc này là chắc tầm 5 tuần, 3 đến 5 tuần. Đây, đồ một cục này luôn. Wow. Rất đẹp, rất đẹp. Ốc này là xích dừa luôn đó bà con. Ốc này thì vô mẫu 2.000, 2.500 với 4.000 thì đủ. Vậy thôi. Ốc này là xích đẹp. Đấy, con lưỡng. Quá đẹp, quá đẹp. Tuyệt vời. Khá là đẹp. Nhiều ở đây nhiều lắm. Đeo với mấy cái bèo nha. Đấy, bên kia nó đu nhiều lắm. Đu thì nó mít nè. Này thì làm như đơn giản thôi. Để em đi dài dài ra cho nhà bà con xem. Thì cái vườn khá là rộng. Vườn này nghe vườn này lụm trứng là cũng mệt à.
chắc đi hết buổi sáng nên mình lượm hết mấy cái giải này quá rộng rồi, quá trời sỏi. Xoay sụn cát, chất cát, cát hòa lọc, được cát, được cát rồi được rồi, đặt hết luôn. Để cho đằng xuống nè, chung là cái như là con thấy đây là cái một cái ao gọi là lý tưởng nha bà con, lý tưởng như nào có ốc không để cho to. Một cái ao như thế này là rất là lý tưởng để chúng ta nuôi ốc. Thì bèo thì nó sẽ lọc nước ổn định độ pH, nó sẽ hút cái phần của con ốc. Thì bèo nó sẽ che đi cái làm ổn định nhiệt độ luôn, nhiệt độ nước luôn, nó sẽ không để nước nó quá nóng. Bèo thì nó tiết cái chất nó làm cái nước mình nó có, sẽ có cái màu nâu và nó nước là rất là ngứa rồi con. Mà con thẻ nhảy xuống thì cảm giác là ngứa răng người luôn á, rất rất là ngứa. Này anh thử rồi nó thua rồi, nhiều quá. Bên đây mà đi lạc đây là biết đường ra luôn. Cái ao này 2m dưới, dài hơn 100m à, nguyên 5-6 ao gì đấy. Cái này nguyên cái mẫu này 2000m2 rồi. Nên trồng xoài, xoài này cũng khá lâu, đi trên 5-6 năm, khá nhiều xoài. Xoài này chất lượng đang bao dưỡng để sức dịp Tết. Đầu súng thì nước ốc thì chúng ta chỉ trồng cây vi sinh thôi, đơn giản thôi. Bèo, ốc súng, bèo ốc súng là được rồi. Này nuôi trong trực tiếp trong vườn xoài luôn. Ốc thì nó cũng sẽ thuốc, này rất xử lý thuốc nhiều, xoài này rất xử lý sử dụng thuốc khá là nhiều. Không ảnh hưởng đến ốc thì ok rồi. Còn thấy không? Xoài quá đẹp. Đấy. Quá rồi. Xoài thì 1.000 nữa. Hôm qua thì anh có đi giao cho một cái ông chủ vườn mít 20 công gần 2.000 gốc, 2.000 gốc mít. Nửa tháng bán tầm 50 triệu, nghe mà có giá gì chứ. Bèo bèo quá trời bèo luôn. Cắt nhiều làm năm phải có ăn dưới. Đây là quay lại múc múc mắt luôn rồi con, rút trong kia cái đầu này. Cái này 100 mấy chục mét thì không dài bằng đất của em. Cái em dài hơn, 100 mấy mét lận. Đất của em có chiều dài. Xài. Quá trời xài rồi. Đấy, mất luôn, bán gì đây? Người ốc. Không thì bán người ốc để em phải giết thì sao? Giết xài không giết rồi. Bên kia có lắp cảnh báo mới được. Cảnh báo như cái cảnh báo hồng ngoại. Đây. Ngoan đây. Quá xa đẹp. Vườn quá đẹp. Vườn này đi mỏi chân luôn. Ốc. Thì với số lượng mình mua thả thì nói chung là cái vườn này thả thì mật độ gì là quá thưa. Ấy đang gầy ra thêm. Thì ốc cũng đẻ nhiều. Nó làm gầy chỉ mới có tháng mà đẻ nhiều rồi. Mùa này lấy là mùa ít đẻ ra, nhưng mà nó đẻ khá là nhiều lắm. Em coi cái gì chứng như thế nào.
mình bảo là trứng trứng nhỏ thì lúc mà con ốc này chắc con ốc đẻ mới đẻ lứa đầu thì trứng nó không có lớn được. Trứng nhỏ thì chúng ta ấp nó nở thì chúng ta giữ nó con rất là lâu lớn, rất là lâu đạt cái hạt đầu bắt nó thì khá lâu. Bè quá nhiều, bè ấp ấp với cái lượng ấp thì nó ăn không hết được cái số lượng bè đó. Nở ra khá dữ. Còn ra có nhiều bà con có hỏi bên em là cái ốc trong cái vườn xoài được không, thì đây hiện tại là đang nuôi là con cũng đơn giản thôi gì đó, thì đây rất là thứ dùng thuốc sinh học thôi, không phải gì đó ốc. Đây là anh là nuôi cũng giống là thành công rồi, vì là quá thành công rồi. Nhiều con nuôi sợ cũng đơn giản như vậy đó. Con ốc này nó đang thả thuyền, hai con luôn bèo khá lớn đấy, 3 tháng mấy. Thì mẫu này rất là mẫu một đầu á, mẫu lấy mẫu 2.500 con mấy thì bắt đầu đẻ thôi. Mẫu 2.500 thì bên là ấp của em trên 5 tuần hết rồi, khá đẹp. Nó bèo nhiều, nó lọc nước đi rất là trong, nhưng mà nó trong thì cái nó có cái màu nâu của màu bèo nó tiết ra, nó nâu nâu, nó ngứa cực kỳ, là ngứa có cả cám luôn. Cái chạy đi bên đây rồi cám, đây rồi cám khá nhiều này. À, còn đây là cái trứng nha bà con, cái trứng đây là bên kia còn 3 dĩ nữa thì khá là nhiều đấy. Chung là một cái dĩ này là tầm trên 100 trứng á, tầm 200 trứng đấy, khá nhiều đấy. Nhưng mà nói chung là nó hơi nhỏ tí, trứng ốc ốc dạng như trứng son là đẻ lần đầu của trứng nó không được lớn. Trứng này nói chung là hơi bị khô và do đẻ lên cái đất sình nên nó không được sạch cho mấy. Thì nhưng mà trứng này cũng khá đẹp rồi, khá là đẹp rồi. Đây thì đây là trứng này thì nó sắp nở nè, cũng là trứng nhỏ, trứng đẻ trứng rất là nhỏ. Cái trứng nhỏ thì với cái quả trứng này nó cũng nhỏ, kích thước của một trứng nó nhỏ thôi, cái quả nó trứng rất là nhỏ. Thì bây giờ cũng khá là nhiều, nhưng mà nở ra là như là tầm khoảng 1 kg được, nở rất là nhiều. Khi nở sẽ rất nhiều, nhưng mà trứng sẽ con bóng nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng gì là cũng rất thành công rồi, thì mới nuôi mà đẻ trứng như này mà quá đẹp. Trứng này có trứng này to này, còn trứng còn lại thì nó nhỏ. Nhưng mà trứng này bị khô, trứng này cần giữ ẩm nhiều hơn tí. Thì ấp thì sẽ nở thôi, này cũng sẽ nở được tầm 70% nó lại. Trứng đầu tiên thì là thành công. Thì em xin kết thúc video tại đây nha bà con. Thì nếu bà con thấy hay thì bà con nhớ những lúc đăng ký kênh và những nhấn chuông. Và nếu có bà con muốn có hỏi về vấn đề gì thì hãy nhớ comment dưới video, thì em sẽ trả lời cho bà con.
Xin chào bà con ở các cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.